có 130.000 một cặp thôi mọi người. Khúc quạn họ này to không? Đấy. Ui giời. Đấy, mai mình cái khúc khá đẹp này. Đây này 220 khúc nhỏ này. À, dạ vâng, Hải xin kính chào tất cả mọi người nhá. Rất vui lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Thì hôm nay thì Hải đã có mặt tại công viên Gia Định nha mọi người. À, chiều ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy là mọi người đang mua sắm này, rất là đông luôn mọi người. Đấy, phía bên này là khúc quạn họ này rồi. Và nhiều loại lắm. Thế hôm nay thì mời tất cả mọi người mình cùng đi cập nhật giá cũng như là tình hình bà con buôn bán trong buổi chiều ngày 29 Tết nhá. Đấy, bên này là hoa giấy này, rồi khúc quạn họ này. Rất nhiều đa dạng. Cúc này, cúc này lớn này, 700.000 một cặp mọi người này. Đấy. Cúc đại là nhỏ này, cô đang ghi bán đại hạ giá này, cho nó hết cho nó gọn đi. Đấy, người mua bán rất là nhộn nhịp. Vâng, thì hôm nay 29 rồi, thì mọi người cũng tranh thủ bán đi cho nó gọn. Thôi thì mình cùng đi lên bên trên này mọi người, bên trên này buôn bán cũng khá nhộn nhịp, 3 giờ chiều mọi người mua cũng đông ghê nhá. Đấy, cúc này. Đấy, 100.000 mọi người, 100.000 một cặp đây. Đấy, 100.000 một cặp. Mọi người tranh thủ mua đi nha. Đấy. Mua. Anh này mua lần 3 chậu. Đấy, bên dưới này, hãy buôn bán cũng khá là nhộn nhịp này. Mình cùng xuống lên bên dưới này xem thế nào nha. Đấy, thực sự ở trên đây giá cây nó rẻ lắm. Mai này mùa rất là nhộn nhịp này, có vẻ là hơi khó xíu. Bao tiền một cặp đây chú? 400 ạ. À, đẹp nhỉ. À, 400.000 một cặp cúc nha mọi người. Này có khi có 300 đây. Đó là rẻ ngay này này. Đấy, mai này, mọi người đang mua rất là nhộn nhịp luôn. Đây mọi người, cặp 150 cái chậu rồi. Đấy, bao rẻ luôn, không thể mọi người đi mua đông lắm. Đấy, bên này cơ, cái này là cái này thì giá nó mắc hơn này, nó chưa nở. Đấy, còn bên này là mai đây, đa dạng thực sự luôn, nhiều loại. Cây thì cái bonsai khá là lạ này. Cây này cái giá đó. Đấy, cây này là mai này. Nhiều loại mọi người, loại này nhỏ nhỏ này chắc khoảng 100, 150. Đây này.
đây mọi người đấy, 3.000 luôn đấy, rất là nhiều loại. Mọi người một xe mới xuống, nguyên một xe mai đấy. Đấy, bên này này, bên này bưởi da xanh, bưởi xanh này bán được mọi người 50.000 một tí đấy. Đấy, bên này 150.000 một chậu này, xả hết luôn, 150.000 nhá. 150.000 một chậu mai này, xả hết. Đấy, khu vực này mọi người tranh thủ mua lên mua nhá, ủng hộ bà con đấy. Đấy, nguyên một rừng mai khu vực này này. Đấy, còn quất này là 50.000. Cái quất này thì bán 50.000 cây này. Đấy. Còn tiểu thương bên trên đường ấy, đi dạo dạo bên này. Quay mọi người xem một xíu. Thì hôm nay nhìn bà con tiểu thương thì cũng thấy hơi buồn buồn một xíu, nhưng mà chắc ngày hôm nay thì mọi người cũng cố gắng bán hết thôi, đến ngày mai nữa là về rồi. Tưới hết luôn, tưới cái này là ngày mai nở hết luôn. Đây, cái nhà vườn ông đang cắt tỉa cành bớt. Đây, ôi giời, cái cây này này, mọi người nhìn này, nó là cái bông rực rỡ luôn á, vàng chóe luôn. Đây, còn cây đẹp thôi, nên mọi người mua nha, 3.000 luôn. Đây, bên này cúc vạn thọ này, 140.000 một cặp. 140.000 gặp mọi người, 160.000 xuống còn 140.000 nhé. Bông to lắm, bông rất là to luôn. Còn bên này quất từ 800.000 xuống chỉ còn 500.000 một chậu. Đấy, 200, 300 tới 200 mọi người này. Đấy, to thì 300 mà nhỏ thì 200. Đây này, anh trai anh không bán nữa thì anh cắt luôn mọi người này. Đấy, đang cắt qua năm lại chọc lại. Cắt bỏ. Đâu người đang cắt. Không bán rồi cắt bỏ hết luôn. Đấy, chị này cũng vậy này, chị này cũng cắt bó này. Đấy, dọc các cái nhà vườn này, những cây mà nó người ta không mua đấy, cái kiểu nó xấu xấu quá người ta bỏ hết, để sẽ nằm bán lại. Chung là cái này người ta cũng đèo thêm thôi, chứ còn là
ra thì người ta cũng muốn mang những cái đẹp tới. Bên này cây đu đủ mọi người, 1,5 triệu một cây. Nhưng mà quý vị mắc thật, 1,5 triệu cây như thế này thì khá là mắc, chẳng ai dám mua đâu. Năm nay kinh tế nó khó khăn mà giá cây này cao quá. Cây đu đủ thì thực sự ra thì người ta không chơi mấy. Đây, cây này là 120.000 một cặp nha mọi người. Chẳng biết là cái gì nữa, thực sự không biết cái này cái gì. Đây, đây mọi người thấy đó. Mùa bán cũng khá là đông đây, mà không biết là có bán hay không đây. Rất là nhộn nhịp. Đây mọi người này, bên này đang xả hết đây. Đây, xả từ 1,2 triệu, gốc to lắm, gốc này rất là to này. Đây, gốc 1,2 triệu này, 1 triệu này. Còn cái này to nhất là 1,5 triệu. Còn ở phía bên này, ở phía bên này cái đu đủ này, anh Khải có bảo mọi người đó. Đấy, 1,5 triệu một cây, từ 1,8 triệu xuống 1,5 triệu đồng giá. Hoa màu gà này, cúc vạn thọ này. Hai trao một cặp. Đấy, 200 một cặp cúc vạn thọ. Ui, có 100.000 chậu mọi người, 100.000 chậu mai này. Mọi người, 100.000 chậu đồng giá luôn, lấy hết, lấy chậu mà lấy, trăm chậu. Rồi, sổ hết đây, sổ ra rẻ này mọi người này. Đây, bên này là số rẻ nữa đây. Đấy. Bên kia này, 100.000, 100.000 năm chậu, 100.000 năm chậu. Đây, bên này là mai này, 100.000 chậu này. Đây, bên này còn có 130.000 một cặp thôi mọi người. Khúc quạn họ này, to không? Đây, ui giời. Đây, mai bên này thì to hơn một xíu, 200.000 một cây này. Cái này về tưới cái là nổ bung luôn. Đây, còn bên này mọi người, bên này là màu gà này, 160.000 một cặp này. Cặp vạn thọ thì 140.000, từ tầng 8 xuống 140. Ngày mai có khi còn xuống 100. Đây mình cùng vào bên trong anh nhé. Ở đây thì có rất là nhiều mai thấy đẹp không mọi người. Còn cái này thì chắc là người ta cũng chuyên có thuê thôi, nhưng thực sự cũng mua thì giá rất là cao. Bên này mọi người, bên này thì mình cùng qua xem cái giá quất bên này nhá. Đấy, quất 400. Đấy, từ 400 tới 600 nha mọi người. Đấy, sổ hết. Sổ bán hết luôn này.
29 Tết rồi. Ôi bên này cắt hết mọi người này. Rồi xong cắt hết mai luôn này. Ông bán này cắt hết luôn. Đấy, 100.000 hai chậu này. Đó, 100.000 hai chậu. Khá là rẻ. Cây cối nó rẻ quá là rẻ, rẻ. Đây vạn thọ này cũng 100.000 cặp này. Đấy. 100.000 cặp, 100.000 cặp. Đây, vào bên này thì mình kiểu như mình vào một rừng mai luôn á. Đẹp lắm, đây thì các cái lợi thế gọi là siêu đẹp luôn, nhưng mà ở đây thì giá tiền nó cao. Mai đây thì bạc ngàn đó mọi người, nhỏ mà chậu to đó. Này giá trên trời luôn. Bạt ngàn luôn mọi người. Đấy, đủ các thế này. Mai ôm đá này, một cái thế khá là khó này, không làm được. Ở bên dưới kia là mọi người đang mua rất là đông kìa. Bây giờ mình cùng xuống bên dưới này nhá. Sau đấy phải chắc cũng xin phép được dừng clip mọi người. Rất là nhộn nhịp. Thank you.
Đây, Phúc Vạn Thọ mọi người, cũng 100.000 cặp này. Đấy, đây này, 100.000 cặp. Đấy. Vâng, thì bán được đến 12 giờ trưa ngày hôm sau phải dọn hết mọi người. Đấy, nên bà con cũng đẩy sớm này. Dọc dọc khu vực này, nhìn lên trên này. Đây mọi người này, 200 một cặp này, khúc cái khúc khá đẹp này. Đây này 220 khúc nhỏ này. Đây chậu lớn 700 mà một cặp, hai cặp à một cặp nhé. Ok, người đến đây hãy xem được dừng clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Hải, hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo nhé.